nền kinh tế trung quốc đang xuống dốc không phanh lĩnh vực tài chính đang trở thành điểm nóng thu hút sự chú ý của người dân trong và ngoài nước những động thái của bắc kinh cho thấy chính quyền trung quốc đang rất lo sợ viễn cảnh sụp đổ tài chính hàng loạt khách hàng biểu tình đòi tiền trả lại tiền gửi của chúng tôi tại thành phố trịnh châu tỉnh hà nam chính quyền đã sử dụng nhiều biện pháp đàn áp như bắt giữ tra tấn ép nhận tội hành hung giám sát và giam giữ để ép buộc và đe dọa các nạn nhân buộc họ phải từ bỏ nỗ lực của mình các ngân hàng thương mại lớn nhất Trung Quốc đang bơm tiền để cứu thị trường bất động sản theo mệnh lệnh của chính phủ. Ông Tập đang thực hiện chiến lược quốc hữu hóa thị trường tài sản lớn nhất Trung Quốc. Hàng loạt ngân hàng sụp đổ, người dân yêu cầu chính quyền Hà Nam trả tiền gửi vô điều kiện. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC. Kính thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh việc hợp nhất sát nhập các tổ chức tài chính vừa và nhỏ nhằm giảm thiểu tác động của một số cuộc khủng hoảng tài chính tiềm ẩn. Các nhà phân tích chỉ ra rằng sự sụp đổ của ngân hàng có thể ảnh hưởng đến lợi ích của người dân sẽ bị đe dọa và họ sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại, ảnh hưởng đến sự ổn định của chính quyền. Cơ quan giám sát tài chính FSA của Trung Quốc đề xuất cải cách tổ chức tài chính vừa và nhỏ để giảm thiểu rủi ro, bao gồm xác nhập hoặc hợp nhất ngân hàng. Ông Lưu Hữu Xuân, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Tài chính Thượng Hải, một tổ chức tư vấn cho biết tại cuộc họp chiến lược nội bộ vào tháng 11 năm 2023. Giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng vừa và nhỏ thường bao gồm các nỗ lực sát nhập tổ chức lại hoặc hợp nhất. Cho đến nay, theo dữ liệu chính thức, có 3.912 ngân hàng vừa và nhỏ ở Trung Quốc, chủ yếu là Ngân hàng Thương mại Thành phố, Hiệp hội Tín dụng Nông thôn và Ngân hàng Nhỏ với tổng tài sản là 110.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 15,45 nghìn tỷ đô la Mỹ, chiếm 28% tổng tài sản ngân hàng trong nước. Tính đến cuối tháng 6 năm 2023, số lượng ngân hàng nhỏ ở Trung Quốc là 1.642, chiếm 40,38% tổng số tổ chức ngân hàng ở Trung Quốc. Kể từ năm 2022, việc xác nhập hoặc hợp nhất cơ cấu cổ phần của hơn 500 ngân hàng nhỏ đã diễn ra ở ít nhất 7 tỉnh thành, ảnh hưởng đến 2.100 tổ chức tài chính nông thôn với quy mô tài sản là 6,7 nghìn tỷ đô la Mỹ hàng loạt ngân hàng sụp đổ. Thưa quý vị, vào tháng 4 năm 2022, một số ngân hàng nhỏ ở tỉnh Hà Nam đã ngăn khách hàng rút tiền. Kể từ đó, đã xảy ra nhiều vụ phá sản ngân hàng liên quan đến các ngân hàng nhỏ trên khắp Trung Quốc. Phương pháp giải quyết chính của cơ quan chức năng là để các ngân hàng nhỏ được hấp thụ và hợp nhất bởi các ngân hàng lớn với sự tham gia góp vốn trực tiếp hoặc gián tiếp. Ước tính chỉ riêng năm 2023 đã có gần 100 ngân hàng vừa và nhỏ tiến hành hợp nhất, sáp nhập. Ông Lục Viễn Tinh, nhà phân tích kinh tế cũng là cựu giám đốc một công ty ở Trung Quốc, dự đoán rằng với sự suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc, nhiều ngân hàng có thể đối mặt với khủng hoảng hoặc phá sản. Sự sụp đổ của ngành bất động sản đã khiến nhiều công ty lớn như Evergrande và Country Garden vỡ nợ. Theo China Housing News, khoảng 233 công ty bất động sản ở Trung Quốc tuyên bố phá sản vào năm 2023. Thống kê cho thấy, gần 1.300 công ty bất động sản đã phá sản trong giai đoạn 4 từ năm 2020 đến năm 2023. Nhà kinh tế Hứa Thành Cương cũng cảnh báo về nguy cơ ngân hàng vỡ nợ khi giá trị tài sản bất động sản giảm. Ông Hứa cho rằng khủng hoảng tài chính sẽ không phải do cá nhân mà là do hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người dân yêu cầu chính quyền Hà Nam trả tiền gửi vô điều kiện. Kính thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 4 năm 2022, một số ngân hàng gặp khủng hoảng nguồn vốn và ngừng hoàn toàn việc cho phép khách hàng rút tiền. Khoảng 400.000 khách hàng bị ảnh hưởng và tổng số tiền tiết kiệm của họ tại các ngân hàng này ít nhất lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ. Những vụ việc này khiến khách hàng hoang mang và họ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn nhưng bị chính quyền đàn áp nặng tay. Ông Vương Kỳ, hóa danh, cựu phó chủ tịch một ngân hàng ở tỉnh Sơn Đông, người am hiểu lĩnh vực ngân hàng nói với dĩ Bóc Tom rằng một số ngân hàng có số tiền gửi hơn 100 triệu nhân dân tệ. Một khách hàng ở Hà Nam có số dư khoảng gần 3 triệu nhân dân tệ gửi vào ngân hàng nhưng không thể rút ra được. Chưa có quốc gia nào trong lịch sử từng cướp tiền gửi của người dân và đóng băng trái phép tiền gửi trên thẻ ngân hàng của họ trong gần 700 ngày. Ông Vương nói, chính quyền Hà Nam dán nhãn tiền gửi ngân hàng của chúng tôi là sản phẩm quản lý tài sản và buộc khách hàng ký vào một lá đơn thừa nhận rằng họ đã tham gia gây quỹ bất hợp pháp. Chúng tôi gửi tiền vào ngân hàng vì chúng tôi tin tưởng vào ngân hàng và chính quyền, nhưng chúng tôi lại bị chính quyền tỉnh Hà Nam cáo buộc một cách sai trái về việc gây quỹ bất hợp pháp. Làm thế nào mọi người có thể biết rằng có những rủi ro liên quan đến tiết kiệm và tiền gửi ngân hàng? Chính quyền Hà Nam đã cướp đi số tiền gửi này vì nền kinh tế của tỉnh đang trên bờ vực sụp đổ và hàng chục tỷ nhân dân tệ tiền gửi có thể lấp đầy rất nhiều lỗ hổng trong tài chính của chính quyền. Ông Vương chỉ ra rằng các động thái hợp nhất và sáp nhập của chính quyền nhắm vào các ngân hàng vừa và nhỏ là nhằm giảm thiểu rủi ro. Ngược lại, khi mọi người ở Trung Quốc không còn tin tưởng vào ngân hàng, trụ cột tài chính và niềm tin cũng sẽ sụp đổ. Các sự cố ngân hàng ở Hà Nam đã làm hoen ố danh tiếng của ngân hàng nhỏ. Nhiều người đang chuyển tiền tiết kiệm từ ngân hàng nhỏ sang ngân hàng lớn hơn, ông nói. Nếu xảy ra một vụ phá sản ngân hàng khác liên quan đến các ngân hàng nhỏ như ngân hàng Hà Nam, thì các ngân hàng nhỏ sẽ lần lượt sụp đổ. Khi đó, Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp rủi ro tài chính mang tính hệ thống vì danh tiếng của cả hệ thống ngân hàng sẽ bị hủy hoại. Theo ông Vương, kể từ tháng 4 năm 2022, những người gửi tiền là nạn nhân đã nhất quyết bảo vệ quyền lợi của mình trong gần 700 ngày. Chính quyền đã sử dụng nhiều biện pháp đàn áp như bắt giữ, tra tấn, ép nhận tội, hành hung, giám sát và giam giữ để ép buộc và đe dọa các nạn nhân, cố gắng buộc họ phải từ bỏ nỗ lực của mình. Điều này đã mang tới những tổn thất cho những cá nhân, cho doanh nghiệp và gia đình của họ. Ông Vương cho biết một số người đã chết vì bệnh hiểm nghèo do căng thẳng và một số người già, những người gửi tiền tiết kiệm cả đời cho ngân hàng phải đi nhặt rác để kiếm sống hoặc không có tiền chữa bệnh. Họ nói Chúng tôi quyết tâm không thỏa hiệp và yêu cầu chính quyền Hà Nam hoàn trả vô điều kiện. Cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Trung Quốc chỉ có thể dẫn đến hai kết quả. Một là bất ổn xã hội khi nạn nhân đòi công lý và hai là quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ từ chối đóng vai sát thủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo ông Lục Viễn Tinh, khách hàng vì niềm tin mù quáng vào chính quyền và ngân hàng đã gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng này, mất hết số tiền mà họ đã vất vả cả đời kiếm được. Nếu những vụ phá sản ngân hàng ở tỉnh Hà Nam xảy ra trên quy mô lớn và nhiều người biểu tình thì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Lo sợ khủng hoảng tài chính, Bắc Kinh tiến hành thanh trừng Chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục tạo ra một làn sóng tổn thất khác trong lĩnh vực tài chính vào năm mới. Vào tháng 1, hơn chục giám đốc tài chính đã ngã ngựa. Theo thống kê, hơn 100 giám đốc cấp cao trong lĩnh vực tài chính đã bị điều tra hoặc trừng phạt trong năm qua. Danh sách bao gồm các giám đốc cơ quan quản lý chính phủ và các tổ chức trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, cũng như lĩnh vực chứng khoán và quỹ ủy thác. Đáng chú ý, 40 cá nhân bị vướng vào các cuộc điều tra chống tham nhũng. 57% quan chức ngân hàng bị điều tra là giám đốc cấp cao tại 5 ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc. Theo nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn, thì các quan chức trong lĩnh vực ngân hàng, những người sử dụng chức vụ của mình để cho vay và tham gia vào các giao dịch quyền lực và tiền bạc là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc thanh trừng gần đây. Ông Đường cho biết, việc thanh trừng hệ thống tài chính của ông tập nhằm làm suy yếu sức mạnh kinh tế của các phe phái trong đảng và loại bỏ các đối thủ không đáng tin cậy về mặt chính trị, đồng thời làm vật tế cho các vấn đề kinh tế của Trung Quốc. Những người trong ngành ngân hàng phỏng đoán rằng làn sóng cách chức hiện tại không phải là điểm kết thúc của cuộc thanh trừng và dự đoán trước về nhiều bất ổn hơn sẽ xuất hiện trong hệ thống tài chính và ngân hàng Trung Quốc. Những năm gần đây, thị trường bất động sản Trung Quốc trì trệ, nợ địa phương và nợ xấu tăng, gây kiệt quệ nền kinh tế. Cuộc khủng hoảng tài chính được xem là nguyên nhân chính khiến Trung Quốc tăng cường giám sát lĩnh vực tài chính. Đảng Cộng sản Trung Quốc lo ngại rằng rủi ro tài chính có thể đe dọa chế độ nên đã tiến hành các cuộc thanh trừng. Chính quyền này đã tăng cường giám sát tài chính thông qua nhiều sáng kiến, bao gồm tổ chức hội thảo tài chính và kiểm duyệt tăng cường. Buổi hội thảo về chủ đề tài chính dành cho các cán bộ lãnh đạo Trung Quốc ở cấp tỉnh được tổ chức vào ngày 19 tháng 1. Sự xuất hiện của nhiều quan chức đảng, bao gồm cả Bộ trưởng, Bộ Công an là một động thái bất thường. Tình trạng bất ổn tài chính hiện nay của Trung Quốc là kết quả của một vòng luẩn quẩn do các cuộc cải cách của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đến lĩnh vực tài chính bị chia rẽ bởi nhiều phe phái lợi ích có thế lực và ảnh hưởng khác nhau. Các giám đốc tài chính tự tử hoặc đột ngột qua đời Kính thưa quý vị, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thanh lọc hệ thống tài chính vào cuối năm 2023, theo tin từ truyền thông Trung Quốc tiết lộ rằng một số giám đốc ngân hàng đã tự tử hoặc đột ngột qua đời. Ông Vương nói với dĩ Epoch Times vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 rằng việc chủ tịch ngân hàng tự sát cho thấy chính quyền Trung ương không còn chịu trách nhiệm nữa Bất cứ ai cho vay tiền đều phải chịu trách nhiệm, doanh nghiệp vận hành bằng nợ thông qua mối liên hệ giữa các cá nhân, không cần chữ ký của chủ tịch ngân hàng. Người chịu trách nhiệm cuối năm có thể phải lo lắng về việc cho vay không có chữ ký chủ tịch. Lựa chọn tự sát được đề cập như một cách để cứu gia đình hoặc tài sản. Tính đến ngày 7 tháng 12 năm 2023, chính quyền Trung Quốc đã báo cáo rằng ít nhất có 96 cán bộ của hệ thống tài chính đã bị điều tra, trong đó có 8 cán bộ trực thuộc Trung ương, 71 cán bộ thuộc cơ quan Trung ương và 17 cán bộ thuộc chính quyền tỉnh. Vào năm 2022, số người bị điều tra trong hệ thống tài chính là 77 người. Vì số liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu vẫn luôn bị che giấu nên số thực tế có thể cao hơn. Nhiều quản lý cấp cao ở nhiều phòng ban đã qua đời vì đột tử hoặc bệnh tim. Có nhiều thảo luận trên mạng xoay quanh vấn đề này, từ tử vong do bệnh tật đến các tác dụng phụ của vaccine. 6 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc bơm tiền giải cứu bất động sản, hé lộ chiến lược quốc hữu hóa của ông Tập. Quý vị và các bạn thân mến, đứng trước rủi ro cả hệ thống tài chính có thể sụp đổ nếu thị trường bất động sản không thể vãn hồi. Cấp trung ương đã ban hành văn bản yêu cầu hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc phải ưu tiên hỗ trợ tài chính cho ngành bất động sản. Hệ thống ngân hàng Trung Quốc được yêu cầu ưu tiên hỗ trợ tài chính cho ngành bất động sản để ngăn ngừa sụp đổ. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2024, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Trung Quốc và Cục Giám sát Tài chính đã cùng ban hành thông báo về việc thiết lập cơ chế điều phối tài trợ bất động sản đô thị. Vào ngày 6 tháng 2, Cơ quan Giám sát Tài chính Nhà nước đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để tiếp tục triển khai cơ chế điều phối tài chính. Cụ thể là phân chia khoản tiền mà các ngân hàng thương mại lớn nhỏ khắp cả nước phải bơm ra hỗ trợ thị trường bất động sản đang thoi thóp. Ngay sau đó, Ngân hàng Tiết kiệm Bưu Điện đã tài trợ cho doanh nghiệp bất động sản ở 10 tỉnh với tổng số tiền là 5,7 tỷ nhân dân tệ hay khoảng 800 triệu đô la Mỹ Ngân hàng Trung Quốc tuyên bố chương trình cho vay 110 dự án, tổng số tiền bơm vào bất động sản là 55 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại có 75 dự án được giải ngân với số tiền là 40 tỷ nhân dân tệ chuyên gia tin rằng việc bơm tiền vào bất động sản sẽ không phục hồi thị trường này không thể ngăn đà đổ vỡ của một số doanh nghiệp bất động sản từ đó làm chậm thời gian đổ vỡ của các ngân hàng thương mại và có thể tạo ra nợ xấu và khủng hoảng tài chính trong tương lai thông tin vừa rồi đã khép lại chương mục điểm nóng của dbc chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo